Rồi, xin ái mến chào các bạn nha. Thì trước mắt mình là cái con máy Yanma 3T74. Con máy này 20 ngựa nha các bạn. 20 ngựa. Này bên xưởng tiện Vận Hoàng Sang bán đầu máy với gia công trọng bộ dàn cầu inox theo đơn đặt hàng của khách nha các bạn. Thì khách yêu cầu là bộ dàn cầu là độ dày các bạn. Nói chung là khách hàng yêu cầu là cái dàn cầu này thì bên xưởng tiện Hoàng Sang làm đầu là dày không nha. Đầu nói chung là đầu 3 ly rưỡi với 6 ly không đó các bạn. Đây, bánh chớn nè. Mình quay từng chi tiết cho các bạn xem nha. Này con Yanma 3T74. Này bên xưởng tiện Vận Hoàng Sang bán đầu máy luôn nha các bạn. Thì khách yêu cầu làm trọn bộ dàn cầu với nóc. Đây, nói chung là đồ dày của các bạn, đang trong quá trình hoàn thiện. Con này hoàn thiện khoảng giờ, nói chung là khoảng 70% các bạn. Đây, cái chỗ này là cái ống như này là nó dày tới 3 ly rưỡi nè các bạn. Đây, cái đỡ chứ này nha. Đây, ống như này dày 3 ly rưỡi. Cái ống này dày 3 ly rưỡi nha các bạn. Còn cái mấy cái bát là 6 ly nha. Đây, bát này là 6 ly. Này là bên xưởng tiện Mong Hoàng Sang tự dập luôn các bạn. Có cái máy dập á. Mong Hoàng Sang tự dập luôn. Đây, nhìn nó khác biệt chứ không phải là mình mua các bạn. Hoàng Sang có máy dập. Đây, Hoàng Sang có tiện cái chỗ này là chỗ cái đăng nha các bạn. Cái máng u này cũng dày 6 ly luôn các bạn. Máng u nè, máng u dày 6 ly. Cái này là chảy nước đứng. Đây, chảy nước đứng thì Hoàng Sang làm cũng rất là đẹp các bạn. Làm có trên tiện qua văn rất là đẹp nha. Chảy nước đứng thì khoảng vài ngày nữa xong, thì khi nào xong thì bạn Hoàng Sang có thể test tiếng nổ cho có nói cho bạn xem nha. Hiện tại thì đang làm dang dở, khoảng hoàn thiện khoảng 60% mà. Khi nào hoàn thiện xong thì anh em sẽ test cho bạn xem. Này Yanma 3T74 các bạn, trong bộ dàn cầu với nóc bên xưởng tiện Mông Hoàng Sang làm bắt đầu máy gia công trong bộ dàn cầu với nóc theo đơn đặt hàng của khách nha. Đây, cái ống trước thì cũng dày 3 ly rưỡi luôn các bạn, còn cái mấy cái chân nền thì 6 ly nha, chân nền 6 ly. Nói chung này khách yêu cầu làm đồ dày nha các bạn, dày. Đây là cái bô ấm cũng rất là đẹp nha, bấm cái kiểu rất là đẹp, dàn cầu dày toàn là 3 ly rưỡi 6 ly không các bạn. Cái máng u thì 6 ly, rồi mấy cái bát chân nền 6 ly, rồi mấy cái cổ dê trên dặn xuống cũng 6 ly luôn nha. Nói chung là đồ rất là dày. Còn đây là cái sắt lắp các bạn. Sắt lắp thì anh em chạy cốt lắp 20 nha. Cốt lắp 20 thì bạn Hoàng Sang cũng mới gian găng xong luôn. Còn cái bột lắp thì bột lắp 42 các bạn. Bột lắp 42 thì 3 ly rưỡi. Muốn nước thì muốn nước ống 21. Này bọc 42 dày 3 ly rưỡi luôn nha các bạn, rất là dày luôn nha. Còn cái cốt lắp thì nằm dày cốt lắp 20. Đấy, Hoàng Sang đang làm rất là nhiều dàn cầu đúng không ai? Cho anh em đang vừa là còn mới mà vừa sửa chữa nữa, nói chung cũng rất là bề bộn nha. Rồi một số anh em lập bộ sên nữa, nói chung là còn khá là nhiều công việc để anh em làm. Bây giờ Hoàng Sang cũng làm chưa có hoàn thiện hết nha các bạn. Thì khi nào hoàn thiện xong cái con máy Yanma 3T74 này á, thì anh em sẽ quay những cái video clip tiếp theo cho các bạn xem nha. Con này Yanma 3T74 chọn bộ dàn cầu inox, khách đặt hàng các bạn, làm đồ rất là dày luôn nha. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc đây luôn các bạn.